thu rồi. Chờ chị xem nào. Wow, tròn nhỉ. Em mai trung thu rồi đấy. Mình làm đèn gì được nhỉ? Đèn bướm của em. Làm đèn bướm quân này. À, làm đúng rồi, làm đèn kéo quân. Thích trời làm đèn bướm bướm. À, đèn bướm bướm à. Ai là ông địa nhỉ? Bạn nào là ông địa ở ta? Đây, ai đây, đây, không? Đây, đây, không? Đây, 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 không? Đây, 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 để em đếm cho nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ồ, đi tỉ. 1 5 9 10 món này mà. Chị sẽ đặt cái ngôi sao to nhất tên là Quế xinh đẹp. Ta, bà Quế trở về rồi. Cô đi mua đồ. Làm bánh nướng bánh dẻo. Mấy chị em làm đèn lồng được nhiều chưa? Cháu vừa mới bắt đầu làm. Con dành cho bà nhá. Ừ. Ừ, thế thôi làm đi. Để cô vào cô làm bánh nhá. Cô làm vào. Còn là một tí này. Cô chỉ một tờ là màu vàng. Ai là một tí mới được.
Con ngồi xuống, con ngồi xuống.
Trăng tông. Trăng tông. Dạ. Đấy, thôi chị xin. Bánh to nhỉ? Bà nhân nhân gì đấy? Cái này là nhân thịt cầm đấy. Ồ. Cái này to ghê á. Cái này to lắm. Nào, đưa cho tớ lấy. Ơ, tớ lấy trước mà. Tớ lấy trước mà. Cũng phải lấy từ từ là bà bảo là từng bạn lấy một mà. Ê, cái tẻ quay con bà. Cháu gì? Thế nè. Ngon chưa? Vui quá. Ạ. Nào, từ từ để bà cắt đã. Nào. Rồi, xong rồi bà cắt thạch cho các con ăn.